Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gala chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tuổi trẻ Nghệ An sôi nổi tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc. Hàng chục hộ dân Đan Lai ở xã Lục Dạ, huyện Con Cuông mong ngóng một cây cầu. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ được chúng tôi gửi đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Vinh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức chương trình gala chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Dự chương trình có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An được thành lập từ năm 2003. Thời gian qua, hội đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước, trở thành một diễn đàn bổ ích để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, hội cũng đã chủ động tích cực tổ chức các chương trình hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, v.v. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tinh thần của tỉnh là nhất quán các chủ trương chính sách đối với doanh nghiệp, đó là đồng hành hỗ trợ để doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp trẻ phát triển. Tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ tối đa, xác định khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh và có trách nhiệm cùng doanh nghiệp tháo gỡ. Các doanh nghiệp trẻ cần tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tìm ra những lĩnh vực ngành nghề mới theo tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công. Các doanh nghiệp hoạt động tuân thủ pháp luật, nói không với tiêu cực để xây dựng môi trường kinh doanh thực sự lành mạnh. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen cho 18 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An có thành tích xuất sắc. Hội Doanh nhân và các doanh nghiệp hội viên hỗ trợ thường xuyên cho 20 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Cùng ngày, tại thị xã Thái Hòa, Hội Doanh nghiệp Nữ Tây Bắc tổ chức Đêm Doanh nhân Nữ Tây Bắc 2020. Hội Doanh nghiệp Nữ Tây Bắc hiện nay có gần 100 hội viên, là các nữ doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, giao thông, v.v. Thời gian qua, hội đã có nhiều hoạt động rất thiết thực trong việc phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ nữ doanh nhân lớn mạnh, có trình độ, năng lực, góp phần khẳng định vai trò của nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Tây Bắc Nghệ An. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị đăng cai tổ chức ra quân điểm Ngày Chủ nhật xanh và đợt trồng cây xanh đồng loạt chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Minh Thảo, Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên một số bộ ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Diễn Châu cùng hơn 1.000 học sinh và bà con nhân dân xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Sau buổi lễ, các đại biểu bà con nhân dân cùng đoàn thanh thiếu niên đã tiến hành trồng 40.000 cây xanh và dự lễ khánh thành khu vui chơi cho thanh thiếu nhi. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa lũ, với 35 hộ dân mà đa số là người Đan Lai, ở đội sản xuất Khe Thỉn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, nỗi lo âu luôn thường trực là bị cô lập. Mặc dù chỉ cách trung tâm huyện chừng 10 km, nhưng do bị chia cắt bởi núi rừng và khe suối nên tình trạng này diễn ra suốt hàng chục năm. Và cũng chừng ấy thời gian, người dân ở nơi đây luôn mong mỏi có một cây cầu kiên cố. Bản Khe Thỉm gồm 35 hộ với 155 nhân khẩu, đa phần là người Đan Lai. Dù chỉ cách trung tâm huyện Con Cuông gần 10 km và cách không xa tuyến đường nhựa vào điểm du lịch Hắc Khe Kèm, nhưng do bị chia cắt bởi núi rừng và khe suối nên bản Thỉn gần như biệt lập với bên ngoài, cuộc sống hết sức khó khăn. Khi nước cạn thì đi thì cũng được, quá khé, còn khi mưa lụt thì khổ vất vả lắm. Ốm đau này cái đi cái khác nhất, nhiều cái cũng phải chắc là ốm đau, vất vả. Người dân mong muốn chẳng được thì cho có cái cầu thôi, nhà nước quan tâm làm giúp cho cái cầu. Không có cầu, việc giao thương hạn chế, kinh tế chậm phát triển, đặc biệt do cách trở nên việc học hành của con em bản Thỉn gặp không ít khó khăn. Vào mùa mưa bão, nước lũ dâng cao, hầu như cả bản bị cô lập hoàn toàn. Nhiều học sinh đã phải nghỉ học. Những chiếc bè tạm bợ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn như thế này dường như là phương tiện duy nhất để người dân nơi đây vượt qua những cơn lũ dữ. Tất tần tần là cứ ở ngoài chờ hết, mà ruộng thì cũng không ăn thua nào, có ít nữa. Là cứ toàn là cứ ăn múa. Rồi là đi đi kể cả học sinh đi học, với là dân đi làm thì cũng duy nhất có con đường để đi.
mà dư không đi được. Nói chung là cái tuần đi mưa là cứ học sinh là ở nhà nghỉ hết, mà đứa đi thì đứa đi quá được thì cũng có ngày thôi, chứ còn mà mưa mà to quá thì nước còn lên đến trên chỗ ruộng đấy thì chịu thôi, chỉ được nhìn thấy hết muội hết mắm chứ không chịu, cũng phải nhìn thôi chứ không biết mà đáng được, cũng không có đo có thuyền chứ mà đi mà hơn nữa nước chảy xiết. Bản Khe Thỉn chỉ có 35 hộ nhưng duy nhất chỉ có một hộ người Kinh, còn lại là người Đan Lai. Trong bản hiện mới chỉ có 2 hộ thoát nghèo. Phần lớn người dân đều sống dựa vào hái lượm tự nhiên nên sự cách trở về giao thông càng khiến việc phát triển kinh tế nơi đây thêm phần khó khăn. Đây là con đường độc đạo duy nhất để người dân đi lại. Mỗi năm người dân nơi đây cùng với chính quyền địa phương phải nhiều lần làm lại cầu tạm khi bị lũ cuốn trôi. Trong những cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng dường như vẫn chưa có phương án khả thi để xây dựng cầu vào đội khảo sát Khe Thỉn. Thì hàng năm thì người dân cùng với chính quyền địa phương đã có cái giải pháp làm cái cầu tạm là bằng gỗ, góp công và tức là một cái phần kinh phí để xây dựng cái cầu tạm. Nhưng qua quá trình qua đợt mưa lụt cầu lại cứ trôi, cái hướng khắc phục của xã thì cũng chỉ là vận động ngay công và cùng huy động lực lượng để làm cái cầu tạm, nhưng làm xong lại tiếp tục trôi. Về cái kinh phí, nói về cái kinh phí làm thì đối với người dân á, cái tiền mặt thì không nói nhưng mà tính ra cái tiền công thì hơn 40 triệu. Thì làm xong là cứ mưa lụt lại trôi. Thì trong cái quá trình đó là khó khăn nhất là cho cái bản Thỉn và vừa rồi trong cái cơn bão số 5. Đặc biệt là vừa rồi có một cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là đau đẻ. Khi đau đẻ đi qua đây một cái là cầu trôi rồi rất là khó khăn, thì phải huy động cả lực lượng cả làng đi ra để làm cái biện pháp nào để cứu được cái con người. Thì để đảm bảo cho tức là cái dân sinh kinh tế ở tại đấy thì cũng muốn đề nghị với Đảng và Nhà nước có cái giải pháp sớm để giúp cho tức là người dân lục giả, trong đó là có cái nhóm bá bản Thỉn. Để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua đây trong mùa mưa bão, xã Lục Dạ cũng đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân cắm biển cảnh báo chú ý an toàn khi qua lại, nhất là đối với các em học sinh đi qua khe suối phải có người lớn đi kèm để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.